Chào quý anh chị và nhà đầu tư đã trở lại kênh review bất động sản Nhân Trạch. Hiện tại em đang ở xã Phước Thiền, huyện Nhân Trạch, tỉnh Đồng Nai, chia sẻ cho quý anh chị và nhà đầu tư một lô đất rất là đẹp nằm ngay trục trường học anh chị nhé. Đó là cái cổng trường học tiểu học cơ sở 2 thuộc tái định cư xã Phước Thiền. Nằm trên trục đường trường học này luôn anh chị nhé. Trục đường này là trục đường kinh doanh mua bán sau này. Phía đối diện anh chị là cái khu khoảng 5 sào đất, đất trống anh chị nhé. Quy hoạch đất ở nông thôn, có nhiều thông tin là xây khu căn hộ và khu trung tâm mua bán ở dưới, và cũng có nhiều thông tin là xây cái Ủy ban Nhân dân xã Phước Thiền là chưa xác định được cái khu đất này. Tuy nhiên thì phía trước con đường này là ngay cổng trường học, và trục chính thì đây khu nghiệp, xe máy, ô tô đi rất là đông, nên là sau này thì kinh doanh mua bán và học sinh sẽ đi đường này là chính anh chị nhé, thì nó an toàn, không có xe cộ. Hôm nay thì em chia sẻ cho quý anh chị và nhà đầu tư cái lô đất ngay nhà máy tôn này anh chị nhé, ngang 5m, dài 20m, bán giá 2,8 tỷ thôi anh chị. Ngang 5m, dài 20m, đất thổ cư 100% anh chị nhé, bán giá 2,8 tỷ. Đối với cái lô đất này nó là xây cái tường bao hết rồi anh chị nhé. Ngang 5m, dài 20m anh chị. Chia sẻ cho anh chị xem nhé. Lô đất trống, có cái tường bao xung quanh rồi, có phân rời, phân giới lô đất rồi anh chị nhé. Để em chạy quanh cái khu tái định cư xã Phước Thiền này cho anh chị xem, anh chị đánh giá. Đối với cái lô đất này thì ngay cổng trường học anh chị, ngay cổng trường học. Em chia sẻ cho quý anh chị xem nhé. Rất là đẹp, kinh doanh mua bán luôn anh chị. Thời đỉnh điểm là trục này là 3 tỷ rưỡi anh chị nhé. Hiện tại thì vẫn có vài chủ là chào 3,2 tỷ, nhưng mà lô này thì rẻ nhất của trục, giá đầu tư để cho anh chị đầu tư nhé. Còn đây là cái trục chính từ đường Lý Thái Tổ vào khu công nghiệp anh chị nhé. Khu vực chỗ này, ngay chỗ cái xe đen đen á, có một cái lô đất rẻ nhất trục này là 3,550 tỷ. Hôm nay thì em chia sẻ cho quý anh chị một cái lô đất rẻ ngay cổng trường học đi lên, nằm vị trí đó anh chị nhé. Bán giá 2,8 tỷ. Gửi tới quý anh chị và nhà đầu tư thông tin lô đất nhé. Cảm ơn quý anh chị và nhà đầu tư đã xem kênh review bất động sản Nhân Trạch. Cảm ơn quý anh chị rất là nhiều. Mình lập ra nhóm Zalo cho anh em đầu tư ở ngoài huyện Nhân Trạch tham gia để tăng khả năng tiếp cận với những bất động sản đẹp, giá ngột ở huyện Nhân Trạch. Liên thông gia nhóm mình để dưới phần mô tả, đồng thời nhận ký gửi bất động sản ở các xã phía đông của huyện Nhân Trạch. Cảm ơn quý anh chị rất là nhiều.